Xin chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Nói thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là nạp tiền hộ ở trên cái SIM điện thoại là Viettel nhé mọi người nhé. Ví dụ như nhà chúng ta có người già, bố mẹ chẳng hạn, thì bố mẹ chúng ta không biết cách nạp thẻ, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là nạp thẻ từ số điện thoại của chúng ta cho số điện thoại của bố hoặc là mẹ chúng ta nhé mọi người nhé. Thì ở đây các bạn sẽ mua một cái thẻ mạng Viettel và yêu cầu là cái SIM của các bạn là cũng phải là Viettel nhá, chung mạng nhé mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ cào cái lớp bạc này cho mình. Các bạn chú ý là cào cái lớp bạc này nhẹ tay nhé, tránh cái trường hợp là bị mất cái số ở bên trong. Sau khi cào được ra cái mã như này rồi, các bạn sẽ thao tác ở trên cái điện thoại của các bạn nhé. Mình sẽ vào cái phần cuộc gọi điện này. Các bạn sẽ bấm cho mình là sao 136 này, thăng này, và chúng ta gọi cho mình nhé. Rồi lúc này nó sẽ ra các mục là chuyển tài khoản này, gửi yêu cầu chuyển tiền tài khoản này, có nghĩa là chúng ta gửi yêu cầu cho người khác chuyển tiền cho chúng ta mọi người nhé. Và nhận thông báo khi thuê bao khác hết tài khoản, có nghĩa là khi mà cái thuê bao của người thân của chúng ta hết tài khoản thì chúng ta cũng nhận được, thì chúng ta cũng có thể là đăng ký được nhé mọi người nhé. Thì ở đây thì mình sẽ kích vào cái phần số 4 là nạp thẻ hộ nhé. Mình sẽ kích vào phần trả lời này, mình sẽ chọn là số 4 nhé, rồi mình nhấn vào trả lời này. Đó, lúc này các bạn cần phải nhập cái số điện thoại mà các bạn nạp thẻ hộ vào nhé. Mình lại kích vào phần trả lời. Đó, các bạn sẽ kích sang phần số và chúng ta nhập cái số điện thoại chúng ta cần nạp thẻ nhé. Rồi mình sẽ kích vào trả lời này. Lúc này chúng ta nhập mã số thẻ cào nhé mọi người nhé. Đây, cái mã số thẻ mình vừa cào ra, mình nhấn vào trả lời nhé. Ok, sau khi mình điền xong cái mã số thẻ này thì mình sẽ chọn vào phần là trả lời ở bên trên này nhé. Đó, mình ấn vào trả lời. Các bạn để ý nhé, phí dịch vụ là 2% giá trị thẻ nạp cho thuê bao nạp hộ nhé mọi người nhé. Phí đối với thuê bao tự nạp. Rồi mình ấn vào trả lời này. Mình ấn vào số 1 để chúng ta xác nhận nhé. Mình ấn vào trả lời xác nhận là để nạp này. Đó, ở đây đã hiện ra thông báo là quý khách đã nạp thành công đến số thuê bao. Thì ở đây, cái số điện thoại của mình nó nằm ở đây nhé mọi người nhé. Đó, đã nhận được tiền luôn rồi này. Và ở trong cái số điện thoại mình có thông báo là nhận được tiền từ SIM điện thoại này luôn nhé mọi người nhé. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là nạp thẻ hộ ở trên cái SIM Viettel nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video mình chia sẻ thấy hay và hữu ích trong mình này, đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.